Kẹp này là mẫu kẹp chim, còn mẫu này là mẫu kẹp chuột. Các bác anh đang cần mẫu kẹp nào ạ? Ngày hôm nay thì bên xưởng nhà em sẽ đăng tải tất cả các loại máy kẹp để cho các bác nhà mình được tham khảo nhá. Kẹp này thì em nói vui thôi, các bác anh nhà mình không phải là đồ kẹp chim đâu, mà kẹp được cả chuột, cả cò, cả vạc. Đấy, và với dòng kẹp này thì em đang có dòng kẹp là bán nguyệt răng và đã làm bàn như này nhá. Khi các bác nhà mình mà đi bẫy kẹp chim ý, ví dụ như là chim bìm bìm này, thì với cái bàn kẹp này nó sẽ giúp cho các bác nhà mình bẫy chim là không bao giờ lo bị chết nhá, mà nó chỉ kẹp chân thôi. Đấy, đây này, bàn kẹp đây. Còn ví dụ như các bác anh mà đi bẫy chuột đồng thì là cái mẫu đơn giản nhất là cái mẫu trơn như thế này. Đây là mẫu kẹp trơn. Đấy, hai cái mẫu này nó sẽ khác hoàn toàn nhau nhé. Và anh nào đang quan tâm tới dòng kẹp nào thì hãy theo dõi em tới thật cuối video nhé. Đây là hai bao kẹp này, dòng kẹp mà em đang bán đắt hàng nhất, đang bán chạy nhất cho các bác nhà mình trong mùa đi bẫy của năm nay. Đây ạ, anh nhìn là đây là dòng kẹp 14cm. Đây là mẫu kẹp 14cm nhé. Cắt lên cho các bác nhìn xem. Khui luôn, đây là những đơn hàng này đang chuẩn bị đóng để gửi cho các bác anh đây. Đấy, các bác thấy không? Về một bao kẹp thì nó sẽ đẹp như thế này này, hàng chuẩn đẹp, hàng dày nhá. Cái đợt này thì đẹp quá luôn. Đấy, và em sẽ bỏ một chiếc ra cho các bác xem. Đấy, mẫu kẹp 14cm, nếu như các bác nhà mình mà muốn bền đẹp thì phải lựa chọn đúng cái dòng viền này, chỉ có đơn vị em mới có thôi nhá. Cái này còn gọi là cái bẫy kiềng 14cm dành cho các bác nhà mình đi bẫy thú. Đấy, và em tiếp tục là mở cái em bao kẹp đấy nhá. Đây ạ, em mở bao này ra cho các bác mình xem. Bao này nó là bao như thế nào? Ôi, đây là một bao kẹp tuyệt đẹp luôn các bác ạ. Kẹp này là kẹp kiềng loại 9cm. Đấy, và với cái dòng này là dòng kẹp bẫy chuột đồng mà trong thời gian gần đây ngày nào các bác nhà mình cũng đặt em cả nghìn cái luôn. Các bác thấy không? Về kẹp 9cm thì em sẽ đưa tới các bác là một cái bản bóng như thế này. Đây là cái bản bóng này, các bác thấy không? Đấy, với một cái dòng kẹp để em chia sẻ cho các bác để các bác nhà mình đánh làm sao cho nó bền nhất nhé. Với mỗi một chiếc kẹp như này thì em đang sử dụng là cái loại cái viền của một cái loại thép bóng, là loại thép tốt nhất. Còn về phần đĩa thì sẽ là đĩa hai chốt. Phần chiều dài này của nó sẽ là 9cm này, và cái lỗ này sẽ được đục hai lỗ. Cái này thì sử dụng rất chi là dễ đây. Các bác mở ra như này xong bẻ sang hai bên. Đấy, kẹp này kẹp 9cm nhá. Và các bác nhà mình mà đang quan tâm tới giá của nó là bao nhiêu thì hãy xem em tới tận cuối video nhé. Đầu tiên là em sẽ nói về cái mẫu kẹp chim này. Kẹp chim này hiện tại thì em đang có loại là có bàn lưới, có loại là không có bàn lưới. Thì cái này là vừa có bàn lưới mà lại vừa có răng cưa này. Cái này là chế nha các bác nhé. Chế rất chi là dễ thôi. Nếu như bác nào biết cách chế thì về tự các bác chế, quay gần ở đây cho các bác nhà mình xem. Đấy, cái này kẹp chân chim nhá, chân cò. Đấy, và các bác nhà mình bẫy chuột cũng đều được. Thì với miếng lưới này thì đã giúp là kẹp chân, và với cái độ răng cưa này nó có độ sát thương cao. Về cái phần ngang này của nó thì nó rơi vào tầm độ 16cm, 15cm. Đấy, và khi mở đôi của nó ra thì nó được tầm độ 17cm. Đấy, và với cái kẹp này mà khi mà chưa có lưới nhá, chưa có lưới cái kẹp đơn xem kẹp trơn này. Đây ạ, chưa có lưới nó như thế nào nhỉ? Sao không có cái nào chưa có lưới? Đây là đây, chưa có lưới đây các bạn này. Ví dụ như cái này mà chưa có lưới như thế này nhá, chưa có lưới này thì nó đang là 10.000 đồng một cái. Còn có lưới em làm bàn cho các bác như này là 13.000 đồng một cái. Còn ví dụ các bác mà mua cái trơn này về tự các bác chế này thì nó chỉ có 80.000 đồng cho một chục thôi. Đánh siêu hiệu quả luôn. Còn đối với các bác thì mình mà mua cạm 9cm dòng bẫy chuột đồng đây, nếu như mà hỏi em là dòng nào đánh kẹp chuột hiệu quả nhất thì các bác sử dụng mẫu này cho em nhé. Mẫu 9cm và giá của nó rất chi là rẻ, chỉ 80.000 đồng trên một chục thôi. Bác nào mà mua số lượng 50 cái là em miễn phí ship tới tận nhà. Còn kẹp kiềng bẫy thú thì sao? Đây là dòng kẹp kiềng bẫy thú 14cm này các bác các anh này. Trong thời gian gần đây thì ngày nào em gửi tới nhà các bác các anh rất chi là nhiều. Đấy, và hiện tại ở bên em bán rẻ cực luôn, rẻ không đâu rẻ bằng. Chỉ cần các bác nhà mình gọi điện trực tiếp tới đầu số điện thoại thì các bác nhà mình sẽ mua được cái kẹp vừa dày đẹp chắc chắn, thép chuẩn mà giá lại còn rẻ nữa. Bác nào mà muốn em làm bàn thì em sẽ làm bàn cho các bác nhé. Đấy, cái này thì sẽ mỗi một chục kẹp sẽ đi theo một chục lẫy như này các bác này. Mỗi một chục kẹp sẽ đi theo một chục lẫy. Đây ạ. Đây, mỗi một chục kẹp sẽ đi theo một chục lẫy như này nhé. Đây là cái lẫy kẹp 14. Bác nào yêu cầu làm bàn thì bảo em làm bàn cho nhé. Thì bác nào mà đang có nhu cầu mua về những cái dụng cụ đi bẫy, hãy liên hệ trực tiếp tới em qua đầu số điện thoại em ghim trên màn hình, để em sẽ tư vấn và đưa tới các bác những dòng kẹp
từ 9cm, 12, 14, 16, 18, 20. Và với những dòng kẹp này là gọi là kẹp bán nguyệt nha các bác nhé. Nhớ gọi là kẹp bán nguyệt cho em. Đấy, và đang quan tâm tới kênh các bác nhớ cho em xin một like, follow. Và nhất là đăng ký kênh ở ngay cạnh góc phần kề hình các bác ạ. Đăng ký kênh của em nhé, để xem nó rất nhiều những cái sản phẩm hay. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chào.